Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay ngày 14 tháng 2 năm 2023. Thưa các bạn, giá dầu thô giảm mạnh, giá dầu Brent về mức 85,85 USD trên thùng. Lo ngại về nhu cầu tiêu thụ yếu hơn trong bối cảnh dữ liệu lạm phát Mỹ được dự báo tăng nhẹ sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt, khiến giá dầu hôm nay sụt giảm mạnh. Ghi nhận đầu giờ sáng ngày 14 tháng 2 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3 năm 2023 đứng ở mức 79,17 USD trên thùng, giảm 0,97 USD trên thùng trong phiên, trong khi giá dầu Brent giao tháng 4 năm 2023 đứng ở mức 85,85 USD trên thùng, giảm 0,76 USD trên thùng trong phiên. Giá dầu hôm nay có xu hướng giảm mạnh trong bối cảnh thị trường lo ngại nhu cầu dầu toàn cầu suy yếu, khi mà các dự báo cho thấy lạm phát toàn cầu đang nóng lên sẽ buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Lo ngại nguồn cung dầu được giải tỏa một phần khi hoạt động xuất khẩu dầu của Azerbaijan từ cảng Ceyhan, Thổ Nhĩ Kỳ được nối lại. Tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước thời điểm dữ liệu lạm phát tháng 1 năm 2023 của Mỹ được công bố cũng là tác nhân khiến giá dầu ngày 14 tháng 2 đi xuống. Ngoài ra, giá dầu hôm nay giảm mạnh còn do thị trường ghi nhận thông tin dự trữ dầu thô và các sản phẩm trưng cất của Mỹ tăng mạnh. Cụ thể, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 2,4 triệu thùng lên 455,1 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2021. Dự trữ xăng tăng 5 triệu thùng và dự trữ các sản phẩm trưng cất tăng 2,9 triệu thùng. Tại thị trường trong nước, chiều ngày 13 tháng 2, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 13 tháng 2. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định thực hiện trích lập quỹ BOG đối với các mặt hàng dầu diesel ở mức 600 đồng trên lít, dầu hỏa mức 200 đồng trên lít, dầu mazut ở mức 200 đồng trên kg, đồng thời không chi quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường cụ thể như sau: với giá xăng E5 RON 92 tăng 540 đồng trên lít, giá không cao hơn 22.869 đồng trên lít. Giá xăng RON 95 tăng 620 đồng trên lít, giá không cao hơn 23.767 đồng trên lít. Dầu diesel giảm 962 đồng trên lít, giá không cao hơn 21.562 đồng trên lít. Dầu hỏa giảm đi 982 đồng trên lít, giá không cao hơn là 21.592 đồng trên lít. Và giá dầu mazut giảm 298 đồng trên kg, giá không cao hơn là 13.636 đồng trên kg. Mức giá này có hiệu lực từ 15 giờ ngày 13 tháng 2. Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 5 đợt điều chỉnh, trong đó có 3 đợt tăng, 1 đợt giảm và 1 lần giữ nguyên. Như vậy, trong kỳ điều hành này, với giá xăng thì tăng nhưng giá dầu lại giảm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay ngày 14 tháng 2. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.